anh chàng kia tới tiệm thuốc á, ông kêu ông dược sư á, bán thuốc ngủ cho anh. Ngày nào cũng tới hoài à. Rồi cái anh chàng dược sư á, có một bữa gặp anh chàng kia ở ngoài đường á, 3-4 giờ sáng á, say sưa tùm lum hết á. Rồi bên cũng tập cô đào rồi đó nữa. Anh dược sư anh mới trách cái anh chàng dược sư, ngày nào á, tuần nào cũng tới tôi anh mua thuốc ngủ á, mà anh đi chơi tới 3-4 giờ sáng vậy anh mua thuốc ngủ làm chi? Ông nói, trời ơi, vợ tôi mà nó ngủ không được tôi làm sao tôi đi. Có hai người chết lên thiên đàng, một người là mục sư của nhà thờ, còn một người là luật sư. Mới lên á, cái anh chàng mục sư đưa cho một cái liều nhỏ nhỏ để đóng liều ngoài kia. Còn anh chàng luật sư thì được thánh Peter dẫn thuốc trong một cái cung điện mà đẹp đẽ chợ đó. Tối ngày có người cung phụng trà nước rồi đủ hết. Anh chàng mục sư ở 2-3 ngày chịu nổi, kêu thánh Peter rồi hỏi, dạ thưa thánh ha, con không phải là có lòng phân biệt hoặc là con muốn khiếu nại cái chi, thì thánh cho con ở đâu con ở đó, nhưng mà con muốn hỏi tại sao mà có cái sự phân biệt một cách quá đáng như vậy. Cái ông luật sư kia, con nhớ hồi ở dưới ông không có bao giờ ông đi chùa hết, ông không có bao giờ ông đi nhà thờ hết, mà ông có làm cái gì giỏi cho ai hết. Ông ăn tiền cắt cổ của những thân chủ của ổng á, rồi trắng thì ổng làm cho đen á, người có tội thì ổng làm cho sạch bách, người họ nhiều khi không có tội thì ổng bắt làm cho thành có tội. Như vậy tại sao ổng lên đây rồi mà thánh phí đờ đối đãi ổng quá sức tử tế gì cho ổng ở cái cung điện ngà ngọc như vậy, mỗi ngày có người cơm nước rồi hậu đãi, mà còn con cả một đời đạo đức khổ hạnh tu hành không dám nghĩ tới điều xấu, lên đây cho con ở cái liều giống như chỗ bà Thanh Hải mà mỗi ngày và mỗi lúc có đi thiền thất vậy. Cái ông thanh đi đường mà tại con không biết á, mục sư ở đây trời ơi nhiều như nấm á, mình đâu có tiếp đãi được cho đủ hết đâu, cung ứng cho đủ đâu. Còn luật sư từ mấy ngàn năm nay chỉ có một thằng lên đây á. Anh chàng kia hả? Anh đi ra tòa xin đi dị vợ hả? Cái ông quan tòa hỏi tại sao anh muốn đi dị vợ anh, lý do là gì? Cái anh chàng kia nói, bà ngày nào vợ cũng đi thâu đêm xuống sáng 2-3 giờ khuya bà còn đi lang thang mấy cái trà đình tử điếm như vậy, tôi không có chịu nổi. Ông quan tòa nói, bà đi mấy chỗ đó làm gì vậy? Ông nói, đi tìm tôi. Anh chàng kia đêm ta mời tới ăn Tết hả? Ăn Tết thì bánh chưng, bánh tét là mứt gừng rồi chứ hả? Của kiểu luôn ha. Bia mà không có alcohol rồi nữa hả? Mời. Mà bà chủ kia, bà không có tu phép quán âm á, bà ngồi keo á. Bà ấy dành tiền mới du lịch mà. Thành ra đãi khách thì đãi, nhưng mà đãi một nửa thôi. Anh chàng ăn không có đủ gì hết á. Ông ngồi đó không dám nói gì hết. Rồi cái bà chủ có còn muốn mời khéo đi ra về nữa hả? Dạ anh ăn xong chứ dạ, xong rồi ha, thôi tôi cũng có việc vậy thì thôi, hẹn anh kỳ sau hả, chúng tôi sẽ có dịp sẽ mời anh tới ăn cơm nữa. Cái anh chàng kia nói, thì chị mời liền bây giờ đi cho rồi. Còn đói quá. Cái bà già với ông già kia đi ra ngoài tìm ăn. Kêu món gì đó, thịt heo quay á. Xin lỗi á, mấy người ta mà kia nó đâu có ăn chay đâu, rồi tôi nói chuyện có thiệt mà. Cái
Ừ, cái hai người hai cái bồi bàn đem ra mỗi người mỗi gì á hả, tại theo quay bánh hỏi mà vậy đó. Cái ông già ông còn ăn ngon ăn lành vậy, còn bà già ngồi đó hoài không ăn. Cái anh bồi vậy này nó họ sao vậy, bác gái hình như chê món ăn của chúng tôi không ngon hay là có chuyện gì mà không ăn vậy? Mày hả? Đâu có, tôi bỏ quên hầm răng ở nhà, đợi ông ăn hết tôi. Đợi ông ăn xong tôi mượn, đợi ông ăn xong tôi mượn ra đâu. Có cái anh chàng kia, anh đi vô trong quán anh ăn cơm, ừ, anh gọi tô phở, không biết phở chay hay phở gì cũng còn biết, cháu không phải phở chay đâu, ngoài kia là mình ăn phở chay ha, có đâu phải mấy người tu quán âm đâu mà ăn phở chay, mình cũng ham lắm, tưởng ai cũng ăn chay, anh kêu bằng bắp phở, à ăn rồi đó, thì anh thấy có anh chàng dán á, con dán á, chết nằm mấy dưới đáy á, bây giờ mới thấy, uống hết nước rồi mới thấy. Ừ. Anh kêu chủ quán rồi đó, anh hay anh nấu nướng như vậy đó mà bán mắc quá trời như vậy, cắt cổ người ta hả? Cái anh chàng nó thôi xin lỗi anh, không, cái con dán này không có tính tiền đâu. Chúng tôi nói chuyện này vui lắm. Cái chuyện tại sư phụ nói thế, tại Phật sinh tại hiền nói với nghe, chuyện này vui lắm. Ê, ê, có cái ông kia, nó lạc vô cái rừng Phi Châu quá. Cái ông bị rất máy bay mà, máy bay hư lên rồi, nó lạc vô đó. Cái ông xỉu rồi, cái tỉnh dậy, cái mở mắt, trời ơi, trong quanh toàn là dao, mát, kiếm cung, mấy người mà bộ lạc ở trong cái chuồng đứng đó. Làm sao giờ mà ổng á. Cái ông nói, Thượng Đế ơi, con tới số rồi. Tự nhiên ông nghe cái tiếng trên không trung rất là trang nghiêm thanh tao. Chưa, con chưa có tới số đâu. Con phải làm theo lời ta chỉ vậy. Bây giờ con lấy cái, con giật cái dao của cái thằng mọi đứng ở bên con, sát bên con, rồi con đâm đi trong cái tim của con tù trưởng mà đứng trước mặt đó. Chứ ông không làm liền. Căn nhà mà rớt thì rớt làm liền. À, giờ cái dao của anh chàng đứng, anh chàng mọi đứng gần bên ảnh, đâm cho em tim tù trưởng. Tù trưởng ngã là chết liền. Ok. Bây giờ ông nghe cái âm thanh hồi nãy trang nghiêm mà trong trẻo lên trên trời, còn xuống ông, bây giờ con mới tới số. Còn cái chuyện này nữa, cái chuyện này của sư phụ làm đấy ha, sư phụ làm đấy. Tại vì mới nhắc với sư phụ chứ không sư phụ cũng quên. Đây có một bữa ngồi ăn chung trong bàn buổi sáng mà hai ba đứa mà có đứa gần sư phụ nữa, cái ngồi cơm mà nó nói cái chuyện cái bằng cái gì là mập là ốm đó, không suốt cơm này cái hỏi đó kỳ quá, sư phụ ăn hết trời mà sao không mập đi chứ, mà sao mấy vừa không nhiều người không ăn vậy mà mập quá trời à. Mặc thì cũng tốt thôi, sao mà phải đi. Nó ồ trời mặc không ngờ mặc tốn tiền lắm sư phụ. Nó sợ tốn tiền nó phải đi cắt mỡ phải đi làm ốm này cái họ tốn tiền dữ lắm. Tôi nói à nó vậy đỡ quá vậy, ta không có tốn tiền. Ở cái sản nghiệp đó sư phụ nói, sư phụ có nghe nó có một con voi á, voi trừng nó cũng đi làm ốm á, biết làm cái nào không, làm ốm nó ốm một ngày năm sau á. À, sư phụ hỏi nó, mấy anh biết con voi nó làm sao mà một ngày nó sụp tới năm tàu. Mấy đứa kia nó không biết. Sư phụ nói nó đi thăm con nha sĩ. Nó nhổ. Nó lại cái thằng ra cái mắt lên người tàu. Có anh chàng kia anh yêu cái cô nọ ha,
yêu mà tha thiết mê say du dương lạ lướt gì đắng mặn gì đó ha, thấm thiết mê ly say đắm gì đó ha. À, nhưng mà anh mắc cỡ á, con trai mới lớn mà anh đâu biết nói sao đâu hả. À, cái cô kia thì đẹp quá mà con nhà giàu nữa không à, học giỏi nữa ha. Còn anh chàng thì thấy mình không có đủ điều kiện nó không dám nói à. Trời, thế đi buồn buồn bã bã tối ngày đi tới đi lui á, tay để sau lưng á, để tới thì lui. Hay cái có người bạn thấy sao mày kỳ vậy mày, mới thấy có những người mất hồn á. Hồn đi đâu rồi? Cái anh chàng nó hồn đi qua nhà cô kia. Cái anh chàng nó tại sao hồn chạy qua đó vậy? Nó tại tao yêu cổ mà không biết nói làm sao, không biết đừng nói, không biết làm sao được, không làm sao bày tỏ được. Cái anh chàng nói gì hết ở sao? Thì mày cứ qua đó mày nói chứ, mày không nói sao tao biết? Biết đâu tao thương mày à. Nó ôi trời, khó quá, cái cô đó địa vị cao sang hả, bao nhiêu người kính trọng, còn tao đâu có gì đâu, làm sao tao nói được. Anh chàng nói, mày thử đi, trước sau thì nó bây giờ mình không nói thì mày không nói thì cũng mất hả, mày nói mày ra được hả, đi qua nói đi. Cái anh chàng mà nói sao nói đây, cái anh chàng kia cái viết tuồng cho anh ha, biểu anh nói làm sao đó hả. Nó ừ, ngày mai ha mày tới mày gõ cửa hả, cái rồi mày quỳ xuống đó ha, quỳ một chân hả, mình mua một bông hồng, một bó bông hồng hả, bông hồng thấm hả, rồi dâng lên cho nàng hả, rồi nói trời mày sẽ nói cho nàng biết là mày yêu nàng tha thiết, không có nàng thì mày sẽ chết. À, rồi mày sẽ xin cưới nàng làm bạn trăm năm à, nói bao nhiêu đó gì đâu không biết. Rồi cái biết mà thôi mày biết ra đi, anh chàng biết ra hết rồi, biết cái tối ngày anh đọc tuồng đọc hoài đọc hoài đọc hoài. Ok rồi, anh cũng quỳ trước hương rồi, anh làm cũng ghê lắm. Thì tập mấy ngày rồi cái anh bắt đầu nhấn chuông coi đúng ngày mà gì đó, ngày kiết khỉ đó à, ngày tốt á à, ai ngày mùng một hay ngày 15 gì đó hả. Mùng một hay rằm gì đó, cái anh chàng cái ấn chuông là ấn chuông, cái anh cũng làm y như vậy à. Rồi cái ba bốn ngày sau ha, cái anh bạn mà viết tuồng cho ảnh đó, viết tuồng cho anh, nó hỏi sao chuyện người đẹp hôn nhân của mày tới đâu rồi. Nói thôi mẹ ơi, tiêu rồi à. Cái anh chàng nói sao là tiêu, mày không có làm đúng như lời tao nói sao? Anh nói có chứ, tao làm đúng như vậy chứ. Nói mày làm sao? Nói tao mua một bó hồng thiệt tươi, rồi tao tới tao ấn chuông, xong rồi cửa mở ra tao quỳ xuống, tao nói giống y như mày biểu tao vậy đó. Anh nói ủa rồi sao, cô nàng trả lời sao? Anh chàng nói không phải, mẹ của cổ đã mở cửa. Anh chàng kia, anh chàng kia tới nhà thương đợi vợ đẻ, đợi hoài không thấy gì trơn rồi. Cái tự nhiên có cô y tá cô chạy ra la lên mừng quá, cô báo tin cho anh chàng ngồi bên cạnh của anh á. Trời ơi, bà nhà sinh rồi, sinh thôi hai đứa con trai, mừng quá, mừng ông ha, mừng ông ha, congratulations hả, xin mừng ông hả. Cái ông cái rồi sách ông đó chạy vô, sách ông đó chạy vô gặp hai đứa con trai mới đẻ. Cái anh chàng ngồi gần bên mà đợi hồi nãy giờ tức quá đứa. Này cô, tôi nói cho cô biết mà, tôi đợi trước ông nha. Sao mà đẻ mà không có thứ tự gì chứ. Quý vị đi sinh con nhớ nha, người nào đi trước sinh trước nha. Cho mất công thấy rồi. Có anh chàng kia trồng gánh xiếc á, làm lao động chân tay cho gánh xiếc mà á, à, cũng như là rửa nhà tắm hả, tắm cho voi, tắm cho ngựa này cái nọ. Có bữa kia con voi ở trong đoàn xiếc lằn hay chết,
Cái anh chàng ngồi gần bên con voi, mặt mày áo náo, nước mắt chảy. Cái ông, có người đi qua hỏi, trời ơi, anh thương con voi tới mức gì sao? Thôi nó chết rồi mà mua một con khác gì, anh khóc thì nó cũng đâu sống lại được đâu. Cái anh chàng ấy nói, tôi mà thương nó cái con khỉ gì. Bây giờ ông chủ ông bắt tôi đào cái lỗ mà nó bự như vậy. Đào không được.